Ai cũng thích một người phụ nữ đầy khí chất. Có người từng nói, khi cánh hoa nở rộ cũng chính là lúc nó bắt đầu héo tàn đi. Thế nên nhan sắc có thể là thứ bị thời gian làm cho phai nhòa, nhưng khí chất của một người phụ nữ chắc chắn sẽ vẫn luôn còn ở đó. Sự tự tin trong từng cử chỉ, dáng vẻ tràn đầy năng lượng, ánh mắt và nụ cười phát sáng, tất cả tạo nên một người phụ nữ khí chất cho dù cô ấy đang ở độ tuổi nào của cuộc đời. Và tất cả những điều này đến từ một người phụ nữ biết yêu lấy bản thân mình. Dạo gần đây mình đọc cuốn sách Bí mật phụ nữ khí chất và mình nhận ra một điều là nhiều người phụ nữ trong chúng ta vẫn thường dành nhiều thời gian để chạy theo tiêu chuẩn của người khác. Chúng ta ăn mặc, trang điểm, đi đứng theo gu của một ai đó. Và rồi khi họ không còn thích hình ảnh đó nữa, chúng ta bỗng dưng như đánh mất chính mình. Cuối cùng vẫn không biết vẻ đẹp thật sự của bản thân mình là gì. Hãy yêu lấy chính bản thân mình, cho bản thân mình cái quyền được tự tin tỏa sáng và được là chính mình. Để cho dù bạn là ai, bạn vẫn là bản thể duy nhất mà thế giới này được thấy.